mẹ rồi giờ này tôi thấy muốn ăn trưa sao vậy bao một phút đấy trên bên tên đấy tên sẩn đây thôi đâu mình chăm bệnh vậy đang một phút con tay cô đang từng muối trong đó cứ sẩn chăng thôi lúc lớn tam chuẩn bị bằng lồ cô tiên hoa đôi chỉ cả mai là sập bạc lúc lớn ở bên đây một phút này vậy trong đây chỉ nhẹ tay ra sẽ chân lúc lớn pi lương chọn sang dây pi bỏ ra ly thâm mây đơn lớn của pi bỏ ra nhau bỏ ra lớn lúc lớn đói bằng nhá rồi bỏ lộn nè đôi kia ru phần riêng ru của môn chạy cả con cái tập bấy ru làm tay chạy cả con cái rồi vô tận tân bộ nguyên vấn đòi ru của môn với miên tập phần năng này ta dân tập bộ tay là làm tiếp của bạn tập bộ tay là chúng ta có bạn tập bộ tay là tóc có bạn nó bạn thả thả vô thôi chân này nếu bê ra bên chăm bạch thả nế của cô thay một chân á lúc rút sao tôi chia thay chân kia một chăm bạch chân kia phần thái của cô đáo viên chạy bị ná cũng lên các bạn này tập bạch này bên mình bên chăm bạch vô bê là nên vô là nông vô tử chứ luôn này đi vô thôi được như này mà có thay một tí kia tôi cho bạch rồi biết vô thoa bất bộ còn đôi ra thật là chẳng bên ra bàn to rắc trẻ lên xu xu ra thật là thả bỏ bất lúc mà chắc lúc mà chắc các lúc không được cô nẹ miền như tình miếng và thằng cô chứ mà lúc đi mặt hàng tôi mặt hàng mừng thì ở thời miền miền một đài lố ấy bạn mà cầm đồ miền mà cầm đồ nó mơ đi mặt hàng tôi mặt hàng ở thời miền nguyện nẹ bỏ ra miền rụng giọt hay là với 3 kg mà chắc mình nơi sau sốc nơi nóng càng một cuốn nắng hay là ba trên một buồn bán vô bạc thả một bí ở thả bàn sẵn ăn nơi thông một tỉnh cứ cao một tên là người thua rồi bọn đẹp sẵn mạng sẵn phút hơi tên ạ thả của dùng chẳng này ạ thả trong điều đặt thơ đôi mà đây là điều thuộc mình như chưa có cái này là có cốt xuống đáy khá, có cốt xuống đáy khá, ở dưới mặt dồn chân phóng nó, ở dưới mặt dồn này. Rồi biết lúc dồn lúc thàng, tí muối, bè xa mai xa cốt xuống đáy thàng. Ô bật đi ở đây lúc đó ạc thủ vô. Sắp lúc đi, mình tiền, trâu chiều đi, nòng chôn được càng bó. Mò rồi nè. Rồi cốt xuống đáy mình chân. Tên ạc mạc luôn ấy, cứ tới mình chân mềm. Nghe đây là thay đổi